và nói là mỗi năm có một tiến bộ và có một cái thay đổi mà nó rất kịp thời, nó chuyển đến người hâm mộ nó nhiều cái bất ngờ này với bất ngờ khác, và đặc biệt kể cả những người được giải thưởng cũng rất là bất ngờ, cũng chưa biết mình có được hay không. Đấy, nó làm cho mọi người rất là bất ngờ và xôn xao. Đấy, và cuối cùng thì cái người được thì rất thỏa mãn. Đấy, và xin cảm ơn ban tổ chức đã dành ra những giải thưởng này cho những người làm bóng đá như chúng tôi. Bóng đá Việt Nam mình vẫn duy trì được thể thức, mặc dù những năm vừa qua nó rất khó khăn, dịch Covid đến toàn đất nước chúng ta, nhưng mà riêng về thể thao và bóng đá vẫn vượt qua được những cái đấy để đạt được cái thành tích cao nhất, và đặc biệt là những cái lá phiếu để bầu chọn những quả bóng vàng rất là chuẩn xác. Đấy, và tôi rất là hài lòng và những cái lá phiếu vừa qua. Tôi là những cái người thầy của Như, tôi rất sung sướng và tự hào vì có những học trò mình đã làm rạng danh cho đất nước chúng ta. Đấy, ngoài trong những rạng danh trong đất nước còn rạng danh ở trên thế giới nữa. Thế và được thế giới rất là nể phục và không và khen ngợi. Thế và đây là những cái hình ảnh mà để cho những vận động viên khác chúng ta phấn đấu để mà tiếp nối theo những cái thành tích này. Quả bóng bạc năm nay đó là cái động lực của Trang để Trang cố gắng và nỗ lực, Trang muốn cống hiến để cố gắng nỗ lực hết sức mình cho bóng đá nữ thành phố cũng như là bóng đá nữ Việt Nam. Cái động lực lớn nhất của Trang đó là gia đình Trang ở phía sau lưng, những người luôn đồng hành cùng Trang trong những lúc khó khăn nhất, những chấn thương cũng như là những khó khăn mà Trang đã gặp phải, thì ba mẹ là người luôn động viên Trang và là người cổ vũ Trang rất là lớn để Trang có được thành công càng này. Chiến thắng hôm nay bên cạnh gia đình thì chị muốn dành tặng cho ai? Dành tặng cho ban huấn luyện cũng như những đồng đội thân thương của Trang đã bên cạnh Trang và giúp đỡ Trang trong suốt thời gian qua, cũng như là gửi lời cảm ơn đến huấn luyện viên Mai Đức Chung, người đã tạo cơ hội lớn để Trang có thể quay lại đội tuyển để cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Và để thực hiện hóa thứ mơ của mình. Và cuối cùng là Trang xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, những người đã luôn theo dõi và hâm mộ Trang. Những lời cảm ơn chân thành. Đây là lần thứ hai em được vinh dự tham gia gala quả bóng vàng 2022. Cảm xúc của em nó cũng rất là hạnh phúc. Cũng xin gửi lời cảm ơn đến báo Sài Gòn Giải Phóng đã tổ chức ra đêm gala tôn vinh các cầu thủ sau một năm cống hiến. Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để có thể bước sang 2023 sẽ có thể là cố gắng nhiều hơn nữa để có thể được đứng tại đêm gala của báo Sài Gòn Giải Phóng. Với bản thân của thầy thì mục tiêu trước mắt là sẽ từng giải, trước mắt là các giải đấu của giải vòng loại thì mình sẽ cố gắng là giữ gìn sức khỏe và cố gắng tập luyện và trau dồi về thể lực nhiều hơn nữa, và tiếp đến là có thể có khả năng sẽ được góp vào danh sách của đội tuyển quốc gia để tham dự các giải đấu của đội tuyển quốc gia, và xa hơn nữa là sẽ có được có tên trong danh sách của đến sân chơi lớn nhất là vòng chung kết. Lần đầu tiên em nhận giải thưởng này em cảm giác rất là hạnh phúc ạ. Em hứa sẽ cố gắng thật nhiều để sẽ có một ngày em sẽ chạm được tay vào những quả bóng vàng bạc bóng đồng ạ. Chị Huy Như cũng là một hình tượng để em noi gương theo và học tập theo chị ạ. Để bằng được chị thì em còn phải cố gắng hơn nhiều nữa ạ. Và em sẽ cố gắng để gần bằng chị, chứ bằng chị hơi khó. Nghe cả